toàn thể quý vị cùng đến với chương trình Điểm Tin Tháng trên kênh truyền hình Đại học Nguyễn Tất Thành. Tháng 11, tháng tôn vinh những người thầy, người cô, những người đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nên tri thức và nhân cách của chúng ta. Tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì nhiều hoạt động đã được diễn ra nhằm tri ân những người mang trên mình sứ mệnh trồng người. Kính thưa quý vị, và cũng trong tháng này, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thực hiện ký kết hợp tác với một số trường cao đẳng và bệnh viện, đồng thời tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019. Ngoài ra còn có một số tin tức đáng chú ý khác. Tổ chức hiến máu nhân đạo tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Khai giảng năm học mới, kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia liên hoan sáng tạo trẻ thành phố Hồ Chí Minh và một số tin đáng chú ý khác. Trong tháng 11 vừa qua thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng loạt ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, trường Cao đẳng Kỹ nghệ và Bệnh viện Thống Nhất. Việc ký kết hợp tác đã mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng và lợi ích cho cả hai bên, nhất là đối với sinh viên. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, trường Cao đẳng Kỹ nghệ và Bệnh viện Thống Nhất là ba đơn vị mà trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã ký kết hợp tác trong tháng này. Việc ký kết xoay quanh các nội dung như nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên, tạo điều kiện cho sinh viên y khoa rèn luyện chuyên môn, kỹ năng tay nghề và năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tương lai. Là trường đại học tiên phong trong việc tạo ra liên minh chiến lược với các doanh nghiệp, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã hợp tác toàn diện với hơn 1.500 doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực. Các doanh nghiệp này chính là cánh tay nối dài, hỗ trợ nhà trường trong việc mở rộng xưởng thực hành, phòng thí nghiệm cho sinh viên thực tập để nâng cao kỹ năng tay nghề, phối hợp với trường tổ chức hội thảo, hội chợ việc làm cho sinh viên, giúp sinh viên thực hiện các dự án khởi nghiệp. Cũng nhờ đó mà tỷ lệ sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp luôn đạt ở mức 95-97% mỗi năm và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không chỉ là một đơn vị giáo dục với trách nhiệm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, ngôi trường này còn đặc biệt quan tâm tới trách nhiệm xã hội. Vì vậy mà sáng ngày 4 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã phối hợp cùng với câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ và kết nạp 227 hội viên mới. Sau hơn 4 năm thành lập đến nay, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Sau buổi lễ kết nạp thành viên mới, câu lạc bộ đã nâng tổng số hội viên lên 1.255 hội viên cá nhân, 88 hội viên tập thể, trong đó có 14 hội viên tập thể ở châu Âu, gần 2.280 hội viên kết nối trên Facebook. Đại học Nguyễn Tất Thành là đơn vị rất tích cực trong việc đồng hành với các dự án của quỹ học bổng Vừa A Dính. Hàng năm, nhà trường còn trích ngân sách hàng chục tỷ đồng làm học bổng cho con em các cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa, cho các tân sinh viên là thủ khoa đầu vào, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Đặc biệt, trường đã thành lập quỹ học bổng Đại học Nguyễn Tất Thành để giúp đỡ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, các em có thành tích học tập tốt đang theo học tại trường. Với chủ đề giọt máu của người, trong 4 ngày từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 11, chương trình Tình Nguyện Đỏ đã nhận được hơn 1.000 đơn vị máu của cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Đây là hoạt động luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của tập thể giảng viên, sinh viên trường trong những năm qua. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giây phút hiểm nghèo, mà còn thể hiện hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của tập thể giảng viên, sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đối với cộng đồng. Hoạt động tình nguyện này ngoài ý nghĩa góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu tại Việt Nam, còn giúp sinh viên rèn luyện tính kỷ luật, ý thức sống vì cộng đồng, biết quan tâm đến hoàn cảnh của người khác. Tham gia ngày hội, các tình nguyện viên đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy khám sức khỏe, xét nghiệm máu, tư vấn sức khỏe miễn phí, cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và được nhận những phần quà ý nghĩa cũng như hỗ trợ chi phí đi lại cho các bạn khi tham gia. Sáng ngày 17 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Thay mặt ban lãnh đạo nhà trường, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã đọc diễn văn và đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019 và gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên. Tại lễ khai giảng năm nay, thông qua quỹ học bổng của Đại học Nguyễn Tất Thành, đại diện các doanh nghiệp đã gửi tặng cho các em sinh viên đang theo học tại trường nhiều suất học bổng giá trị với tổng số tiền lên đến gần 600 triệu đồng, nhằm khuyến khích và động viên tinh thần học tập của các em. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Ban giám hiệu trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tuyên dương trao bằng khen và học bổng 100% học phí năm học đầu tiên cho hai thủ khoa đầu vào là Nguyễn Vũ Anh Thi, sinh viên ngành Y khoa, thủ khoa theo điểm thi Trung học phổ thông quốc gia, và Trần Ngọc Kiều Trang, sinh viên ngành Dược học, thủ khoa xét theo điểm học bạ. Nhân dịp lễ khai giảng năm học 2018-2019, ban chủ nhiệm của 13 khoa đã tiến hành ký kết với đại diện tân sinh viên khóa 2018 về chuẩn đầu ra và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Năm học 2018-2019 là năm học mang dấu ấn đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nhìn lại những thành quả mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, mới thấy được sự lao động bền bỉ, sự cố gắng của mọi người, trong đó có các thầy giáo, cô giáo. Những người lái đò thầm lặng ấy đã chở biết bao thế hệ sinh viên đi khám phá bầu trời tri thức, dõi theo từng bước tiến của các em trên con đường chinh phục thành công. Sự cộng hưởng trí tuệ, niềm đam mê, sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng và niềm tin vào những giá trị sống của đội ngũ sư phạm nhà trường đã tạo ra những thế hệ sinh viên tài năng, đem kiến thức, bản lĩnh của mình xây dựng xã hội. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cơ sở giáo dục duy nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được mời tham dự diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 11 năm 2018 vừa qua. Nằm trong số hơn 70 gian hàng của doanh nghiệp được trưng bày và giới thiệu tại diễn đàn, gian hàng của trường Đại học Nguyễn Tất Thành với những mô hình đặc sắc để gây lại ấn tượng mạnh với những người tham gia chương trình. Diễn đàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 diễn ra vào ngày 23 tháng 11 với chủ đề Kiến tạo đô thị sáng tạo tương tác, vai trò động lực của doanh nghiệp, đã thu hút khoảng 600 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham dự, trao đổi và chia sẻ về xu hướng phát triển đô thị sáng tạo. Song song với hội thảo là triển lãm với hơn 70 gian hàng của doanh nghiệp trưng bày và giới thiệu các sản phẩm giải pháp cho đô thị sáng tạo, cùng với nhóm sản phẩm có tính tiêu biểu của doanh nghiệp thành phố trong lĩnh vực sản xuất dịch vụ. Là đơn vị giáo dục duy nhất được mời tới tham dự diễn đàn, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã mang tới diễn đàn nhiều mô hình đặc sắc như ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, máy CNC mini, máy khắc laser, nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói. Gian hàng của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho những người tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, mô hình xử lý nước thải theo công nghệ MPA Nano, nước tẩy rửa sinh học, mô hình nuôi và phát triển sinh khối tảo, mô hình xử lý khí độc hữu cơ bằng tia UV, mô hình Virus Hunter xử lý không khí bằng tia UV là 5 sản phẩm do nhóm sinh viên khoa công nghệ sinh học môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mang đến cuộc thi Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9. Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học G-Raker là giải thưởng khoa học do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm, dành cho các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc. Giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo điều kiện và môi trường cho sinh viên học tập, rèn luyện, từ đó ươm mầm cho những nhà khoa học trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần đào tạo nên những nhà khoa học trong tương lai. Năm nay, có hơn 900 đề tài là công trình nghiên cứu của 2.263 sinh viên đến từ 106 trường đại học, cao đẳng, học viện tại 24 tỉnh thành trên cả nước tham gia và đã chọn ra 165 đề tài xuất sắc vào tranh tài ở vòng chung kết. Đến tham dự chương trình, nhóm bạn trẻ từ khoa công nghệ sinh học môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng nhiệt tình tham gia cuộc thi thiết kế sáng tạo ứng dụng với các mô hình xử lý nước thải theo công nghệ MPI Nano, mô hình nuôi và thu sinh khối tảo cùng với sản phẩm nước tẩy rửa sinh học. Ba mô hình này được rất nhiều người quan tâm và trải nghiệm công nghệ ứng dụng thực tiễn. Kết quả, sản phẩm nước tẩy rửa sinh học được vinh danh và đạt huy chương đồng tại cuộc thi và tiếp tục tiến cử tham dự triển lãm tại Hà Nội trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin tháng của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin sau. Thân ái, chào tạm biệt.